Xin chào các bạn, hôm nay tôi tiếp tục hướng dẫn các bạn làm cái website thời trang TV Shop. Thì bữa hôm nay tôi sẽ đi hướng dẫn các bạn nào mà cái phần mà hiển thị danh sách sản phẩm bên dưới này. Thì tôi sẽ đi nào mà hiển thị các danh sách sản phẩm mới. Mặc định thì tôi sẽ hiển thị lên tất cả các sản phẩm mới ở cái trang đầu tiên. Và tiếp theo thì tôi sẽ đi hướng dẫn các bạn hiển thị tất cả các sản phẩm. Khi người ta click cho cái menu On Product thì người ta sẽ hiển thị ra tất cả các sản phẩm giống như ở cái trang bên này. Đó, trang bên này thì mặc định thì tôi show lên tất cả các sản phẩm mới như vậy. Rồi cái vô on order thì có thể có sản phẩm mới hoặc là có thể có sản phẩm bình thường. Đó, thì tôi sẽ show như vậy. Thì hôm nay tôi sẽ đi hướng dẫn các bạn làm như sau. Thì tôi cũng mở cái trang index lên và tôi sẽ đi viết code. Thì tôi sẽ xuống bên dưới này và tôi sẽ viết code. Đó, thì tôi sẽ viết ở đây. Thì đầu tiên thì tôi cũng có một cái thẻ xếp sạch. Section này thì tôi sẽ cho nó một cái class là bằng section render body. Đó, tôi sẽ có cái section này và tiếp tục thì bên trong nó thì tôi sẽ có thể div. Thẻ div này thì tôi sẽ cho nó cái class là bằng tab content. Tiếp tục thì bên trong nó thì tôi lại có cái thẻ div nữa. Thẻ div này thì tôi sẽ đặt cho nó cái ID là bằng home. Rồi tiếp tục thì tôi sẽ cho nó cái class. Tôi sẽ cho nó cái class là bằng tab tên. Và tiếp theo là cái class là face. Rồi inactive. Rồi tốt cục bên trong nó thì tôi lại có cái đèn section nữa. Cái section này thì tôi sẽ cho nó cái class là bằng section new product. Đó. Rồi bên trong nó thì tôi lại có cái thẻ div. Tiếp này thì tôi sẽ cho nó cái class là bằng container. Rồi trong cái div này thì tôi sẽ có cái thẻ là h3. H3 thì tôi sẽ cho nó cái class là bằng test center. Và tôi sẽ cho nó cái nội dung là new product. Như vậy. Rồi, ở cuối thì tôi sẽ cho nó thêm cái thẻ PR. Rồi, tiếp tục thì tôi link xuống dòng. Rồi, tôi cho cái khối div này. Thì tôi sẽ copy cái khối div này xuống và tôi sẽ đi chỉnh sửa. Và tôi sẽ chỉnh sửa nó lại thành là cái ID là menu 1. Như vậy. Và cái face in thì cho inactive thì tôi bỏ đi. Thì cái menu cái khối thứ hai này, menu 1 thì nó tương với danh sách tất cả các sản phẩm thì tôi sẽ sửa cái title này thành là on product như vậy. Thì ở đây cái thẻ div này tôi đặt cái ID là bằng home. Thì khi mà người ta click cho cái menu new product này, ở trên này thì tôi có đặt cho nó một cái href là bằng thằng home như vậy. Khi mà người ta click vô bằng do cái menu này thì nó sẽ trỏ xuống cái div, khối div có cái ID bằng menu home này. Và tương tự thì cái menu thứ hai thì tôi đặt cho nó là href là bằng thằng menu 1 như vậy. Thì khi mà người ta click vô thì nó sẽ trỏ xuống cái nội dung, và nội dung ở bên dưới cái thẻ div có cái ID bằng menu 1 như vậy. Rồi tôi cho save. Và bây giờ thì tôi sẽ đi refresh lại trình duyệt. Tôi sẽ refresh lại cái trang của tôi. Đó, thì bây giờ cái trang mặc định của tôi thì nó đã có cái title là new product như vậy. Và khi tôi click cho on product thì nó sửa lại cái title thành on product như vậy. Đó, thì tiếp tục thì tôi sẽ đi hướng dẫn các bạn là
hiển thị danh sách sản phẩm ở bên dưới này. Thì tôi sẽ tiếp tục vô đây và tôi viết code. Thì ở đây thì tôi cũng có cái thẻ div nữa. Thẻ div này thì tôi sẽ cho nó cái class. Đó bằng column HTML XS thì tôi cho là 12. Và tiếp tục thì tôi cho nó là column small 6 và tôi cho tiếp tục là column medium thì cho là 4 và tiếp tục là column length thì tôi cho là 3. Như vậy. Rồi bên trong nó thì tôi lại có cái thẻ A. Thẻ A này thì tôi sẽ có cái href. Thì tôi sẽ cho đến cái trang product detail. Thì tôi sẽ cho ở chỗ này là product detail. .html. Thì cái trang này thì tôi sẽ đi hướng dẫn các bạn làm sau, thì tôi tạm thời thì tôi để cái đường link như vậy. Rồi tiếp tục thì bên trong nó thì tôi lại có cái thẻ div nữa. Thẻ div này thì tôi sẽ cho nó cái class là bằng thumbnail. Rồi tiếp tục thì bên trong nó thì tôi lại có cái thẻ là thẻ image. Thẻ image thì tôi sẽ cho nó cái hình src. Rồi tiếp tục thì ở bên dưới này tôi cũng có thẻ div nữa. Thẻ image thì tôi sẽ cho vào cái folder image của tôi. Rồi tôi sẽ đi mark cái hình của tôi vô đây. Tôi sẽ đi vô project của tôi và tôi sẽ đi vô cái folder image, thì tôi sẽ mark cái hình này lên, tôi sẽ copy cái tên cái hình của nó. Và tôi sẽ paste nó vô đây. Rồi tiếp theo thì cái tôi thêm cho nó cái tục tính là title. Title chính này chính là cái bằng cái tên của cái sản phẩm. Ví dụ như khi người ta hover rồi thì tôi muốn show lên cái tên sản phẩm thì tôi sẽ cho nó cái tên sản phẩm như vậy. Rồi trong cái thẻ div này thì tôi sẽ cho nó cái class. Tôi sẽ cho nó cái class là bằng caption. Rồi tiếp tục thì bên trong nó thì tôi lại có cái thẻ div nữa. Thẻ div này thì tôi sẽ cho nó cái class là bằng role name. Rồi cái name này thì tôi sẽ cho nó là cái tên của sản phẩm. Bên dưới này thì tôi sẽ cho thêm một thẻ div nữa, cái tên sản phẩm chẳng hạn, như tôi copy nó cái chuỗi này rồi chẳng hạn. Đó, tôi sẽ mark vào đây. Và cái cuối div này, cuối div này thì tôi sẽ cho nó cái class các bạn product right. Rồi tiếp tục thì bên trong này thì tôi sẽ có một cái thẻ span. Span này tôi sẽ cho nó cái class là bằng row of line. Rồi cái giá của nó thì tôi sẽ cho là 180 đô chẳng hạn. Rồi tiếp tục thì bên dưới thì tôi lại có cái span nữa. Cái span này tôi sẽ cho nó cái class là bằng provide cao, tức là cái giảm giá. Thì tôi chẳng hạn như tôi cho nó giảm giá là 30 đô chẳng hạn. Và bên trên này cái giá còn lại thì tôi sẽ cho nó là 150 đô chẳng hạn. Rồi
rồi tiếp tục thì bên dưới thì đi này thì tôi có một cái này span nữa. Rồi thì span này tôi sẽ cho nó cái class là bằng in new, tức là icon new chẳng hạn. Thì tôi cho nó vậy thôi. Rồi tôi sẽ nick cho save và tôi đi refresh lại trình duyệt. Đó thì bây giờ nó đã hiện thị lên một cái sản phẩm như vậy. Rồi tiếp tục thì tôi sẽ đi viết style để chỉnh cho nó. Thì tôi sẽ tiếp tục quay lại cái file home.scs và tôi sẽ tiếp tục viết style cho nó. Thì ở bên này thì tôi có hai cái section là section new product và section on product, thì tôi sẽ viết style cho hai cái section này. Hai cái section này thì nó có cái style giống nhau thì tôi sẽ viết chung ở đây. Và tiếp tục thì tôi sẽ copy cái section new product, section này là section on product nha, tôi chưa có chỉnh sửa lại. Đó thì tôi sẽ copy cái tên class này và tôi sẽ viết ở đây. Rồi tôi sẽ cho nó cái mặt in top. Thì tôi cho là 0 pixel. Rồi tiếp tục thì ở trong cái này thì nó vậy, có cái class bằng container thì tôi sẽ viết style cho cái class này. Class container thì tôi sẽ cho nó cái background thì tôi sẽ cho nó một cái màu hồng phấn. Thì bên này tôi sẽ tạo ra một cái biến nữa là dollar white pink color. Như vậy là tôi sẽ cho cái tên mã màu rồi, là thăng F9 D4 AD. Như vậy rồi tôi sẽ copy cái tên cái mã hình này để cho sạch. Và bây giờ thì chỗ background này tôi sẽ tên thay thế bằng cái tên mã màu như vậy. Rồi tôi cho sạch. Rồi tôi sẽ đi phép lại trình duyệt. Đó thì bây giờ cái phần này nó đã có cái background như vậy. Đó thì tôi sẽ tiếp tục đi viết style cho nó. Thì tiếp theo thì tôi sẽ viết, tiếp tục viết. Thì ở đây thì tôi lại có cái thẻ H3 này. H3 tôi sẽ đi viết style cho thẻ H3 này. H3 này tôi sẽ cho nó cái padding top. Là bằng 50 pixel. Rồi thì cực kỳ tôi được. Ok, ở bên trong này thì nó lại có cái thẻ A. Tôi sẽ viết style cho cái thẻ A này. Thẻ A này tôi sẽ cho nó cái text decoration bằng nâng. Rồi tôi cho save. Rồi tiếp tục thì đây thì tôi có một cái class này bằng thumbnail. Tôi sẽ viết style cho cái class này. Tôi sẽ viết nó ở bên ngoài này. Class bằng thumbnail thì đầu tiên thì tôi sẽ cho nó cái thuộc tính padding top là 10 pixel. Rồi tiếp tục thì tôi lại có cái thẻ bên trong cái thẻ class thumbnail này nó lại có cái thẻ image như vậy. Tôi sẽ viết style cho cái thẻ image này. Image tôi sẽ cho nó cái width là bằng 220 pixel. Và tiếp tục thì tôi cho nó cái height. Đây là bằng 260 pixel. Rồi tôi lấy cho size. Rồi tôi đi refresh lại trình duyệt. Đó thì cái chiều cao của hình nó có vẻ nhỏ hơn. Rồi tiếp tục thì bên trong nó thì nó lại có cái class là caption này. Tôi sẽ viết style cho cái class này. Bên trong class là caption thì tôi lại có các class khác như là pronames này. Tôi sẽ viết style cho cái class này. Pronames thì tôi sẽ cho nó cái không xa bằng 12 pixel. Rồi tiếp tục thì tôi sẽ cho nó cái line height.
là bằng 17 pixel. Tiếp theo thì tôi sẽ cho nó cái phông family, tức là cái phông chữ thì tôi sẽ cho là shanty. Rồi tôi cho sạch. Rồi tôi đi defense đây. Thì cái phông chữ nó thay đổi lại cho tôi như vậy. Tiếp tục thì tôi sẽ viết chỉ tay cho mấy cái vai này. Thì đây, đây là có cái class là role vai như vậy. Role vai này thì tôi sẽ cho nó cái phông size. Tôi cho là 14 pixel. Tiếp tục thì tôi sẽ cho nó cái lại hay và cái phông family giống ở trên này thôi, nên tôi copy chỗ này xuống. Rồi tiếp tục thì tôi sẽ cho nó cái phông weight. Tôi sẽ cho là 600 và tôi đi cho size. Rồi tôi đi phép chỉnh duyệt. Đó thì cái giá nó đậm đậm lên như vậy. Tiếp tục thì tôi sẽ viết style cho cái class là Rồi offline. Rồi offline thì tôi sẽ cho nó cái mặt in. In grind, tôi sẽ cho nó cái mặt in grind là 5 pixel. Rồi tiếp tục thì tôi sẽ cho nó cái phông size. Tôi sẽ cho là 14 pixel. Theo thì nó cũng có cái phông family và cái phông weight, thì tôi sẽ copy ở trên này xuống. Phông family thì phông family tôi sẽ cho là sang tip và cái phông weight thì tôi cho là 400. Rồi tiếp theo thì tôi sẽ cho nó cái text decoration. Thì tôi sẽ cho là light tool. À, color thì tôi sẽ cho là màu chữ thì tôi sẽ cho là gray. Rồi tôi đi cho size. Rồi tôi đi phép để chỉnh duyệt. Đó thì cái màu chữ bây giờ nó nhạt nhạt như vậy. Tiếp tục thì tôi sẽ viết style cho cái class là role width cao này. Role width cao thì tôi cũng cho nó cái mặt in gray. Tôi cũng cho nó cái mặt in gray rồi mấy cái phông size phông quay, nên là tôi sẽ copy chỗ này xuống. Mặt in gray tôi sẽ cho là 10 pixel, phông size tôi cho 14, phông family tôi cho là sang tip và phông quay thì tôi cho là 400. Rồi tiếp tục thì cái color tôi cho là deep pink. Rồi tôi đi cho size. Rồi tôi đi phép chỉnh dần. Đó thì bây giờ cái chỗ này nó thay đổi thành cái màu hồng nó đâu như vậy. Rồi tiếp tục thì ở đây thì tôi lại bên dưới này tôi có cái class là new, tức là cái icon new thì tôi sẽ làm về sau. Rồi sẽ viết style cho nó ở bên dưới này. New thì tôi sẽ cho nó cái background. Background thì tôi sẽ cho nó là transparent. URL. Và tôi sẽ cho tới cái URL tới cái folder image của tôi. Và image icon. Và tôi sẽ cho cái icon của tôi cho đây. Thì ở đây thì tôi có một cái icon icon new này, tôi sẽ noát cái hình icon này rồi. Thì tôi sẽ đi noát cái hình icon này rồi. Tôi sẽ copy cái tên. Sẽ noát cho đây. Và ở sau thì tôi sẽ cho nó cái thuộc tính là no repeat. À không, không.
Rồi tiếp tục thì phần dưới này tôi sẽ cho nó tiếp tục tính if play là bằng block. Rồi tiếp theo thì cái test trong form tôi cho là uppercase. Tiếp theo thì tôi sẽ cho nó cái color là bằng thằng FFF. Rồi cái position, position tôi cho là absolute. Rồi tiếp tục thì tôi sẽ cho nó cái width là 120 pixel. Và tiếp tục thì tôi sẽ cho nó cái height là bằng 45 pixel. Và tiếp tục thì tôi sẽ cho nó cái right. Tôi sẽ căn đề cách bên phải là 5 pixel. Rồi tiếp theo thì tôi muốn căn trên thì tôi cho là 0 pixel. Tiếp tục thì tôi sẽ cho nó cái padding top. Cho là 10 pixel. Rồi tôi đi cho save. Rồi tôi đi phép trình duyệt. Cái hình ai cần nó chuyển qua cho tôi. Tôi sẽ đi kiểm tra lại. Thì do tôi ở chỗ này tôi thiếu một dấu chấm nên nó không hiểu được. Và tôi đi cho save. Rồi tôi đi phép lại trình duyệt. Đó thì bây giờ cái nó đã có thêm hình icon new rồi. Đây như vậy. Đó, trông nó nổi bật hơn. Đó, tương tự thì các bạn cũng copy cái chuỗi chỗ cái khối div này. Khối div này. Đó. Ví dụ là tôi copy cái khối div này và tôi sẽ thay thế cái các tên hình này nọ. Vân vân. Đó. Đó sạch. Rồi tôi đi phép lại trình duyệt. Đó, bây giờ nó đã sau được 5 sản phẩm như vậy nhưng mà tôi sẽ đi chỉnh sửa lại cái tên hình, cái tên cái hình thay đổi các hình ảnh rồi tên rồi giá lại. Đó thì tôi sẽ tương tự thì tôi copy và tôi làm. Đó thì các bạn hãy tự làm. Đó, các bạn cũng nên tự làm. Tôi sẽ không quay cái video ở cái chỗ này. Thì tôi đi refresh chỉnh duyệt. Đó thì bây giờ cái danh sách sản phẩm của tôi nó sâu lên như vậy. Thì ở đây thì một số cái sản phẩm thì nó có cái phần chiều cao của nó rộng hơn nên là nó đẩy cái hình xuống như vậy, thì trong nó nhìn vậy rồi thì nó rất là xấu, thì tôi sẽ đi thêm cho nó cái thuộc tính là hay ở đây. Hay tôi sẽ cho nó bằng 350 pixel. Rồi tôi đi cho save. Rồi tôi đi phép lại chỉnh dần. Đó thì bây giờ thì trong nó đã đẹp như vậy. Tiếp tục thì tương tự thì cái phần on product này, on product thì các bạn cũng copy các item ở bên này và các bạn paste vào đây và các bạn hiển thị. Và những cái sản phẩm bên on product thì có thể là sản phẩm mới hoặc là sản phẩm bình thường. Thì nếu mà sản phẩm bình thường thì các bạn bỏ cái icon new này đi. Thì nếu mà cái sản phẩm bình thường thì cái thẻ span có cái class là bằng new như vậy thì các bạn bỏ đi. Đó. Tương tự thì tôi cũng copy cái khối này xuống chẳng hạn. Tôi sẽ paste vô cái phần của on product. Đây là cái phần on product thì tôi sẽ paste nó vô đây. Và tôi đi cho save. Rồi tôi đi refresh lại trình duyệt. Đó. Đó. Đây là cái phần on product. Đó, chẳng hạn như tôi muốn bỏ cái hình icon in new chẳng hạn thì tôi bỏ cái thẻ span này đi. Rồi tôi cho save. Rồi tôi refresh lại trình duyệt. Và tôi nick lại cái phần menu on product. Đó thì bây giờ cái hình icon nó biến mất cho tôi như vậy. Đó, tương tự thì các bạn cũng tự copy mấy cái chỗ này ra và các bạn sửa lại cái tên hình rồi cũng như cái tên cái giá vân vân. Đó thì tôi cũng tương tự thì tôi cũng làm và tôi chỗ này thì tôi chỉ chẳng qua là copy thì tôi sẽ không copy và sửa chỉnh sửa nên là tôi sẽ không quay video. Đó, như vậy là tôi đã chỉnh sửa xong. À, bây giờ tôi đi phép được chỉnh duyệt. Tôi đi cho cái phần on product. Đó thì bây giờ chẳng hạn như tôi hiện đi là cái danh sách cho tất cả các sản phẩm như vậy. Đó, như vậy là tôi đã hướng dẫn cho các bạn làm cái chức năng hiển thị danh sách sản phẩm. Thì
một cái đồ JS web thực tế thì khi mà người ta hiển thị lên cái danh sách sản phẩm ở đây thì người ta sẽ không có làm, người ta không có hiển thị thông tin mà ở dưới dạng tích như vậy, mà người ta sẽ loát thông tin từ trong cơ sở dữ liệu trong database, ví dụ như là SQL Server hoặc là MySQL hoặc là MongoDB vân vân, và người ta sẽ show lên đây thì để làm được mấy cái web mà dạng như vậy thì các bạn thì phải học các ngôn ngữ xử lý web ở phía server như là Server hoặc là CSAP vân vân. Đó thì các bạn có thể nào mà muốn hiển thị lên các thông tin sản phẩm ở dưới loát bằng cách loát ở database lên và các bạn show lên, thì ví dụ như khi mà người ta hiển thị lên đây thì người ta sẽ dùng một cái vòng lặp for và người ta sẽ lặp để người ta hiển thị lên tất cả các sản phẩm ở đây. Đó. Thì để mà cũng tương tự như ở đây thì mấy cái phần như là menu này thì người ta sẽ liệt kê ra hết tất cả các menu ở trong database lên, rồi khi click do từng menu thì người ta sẽ dựa trên mỗi menu thì người ta sẽ quay xuống database và người ta ghép lên tương ứng các sản phẩm, mà click do menu hoặc là ba cái nội dung cái slider này thì người ta sẽ lưu trong database và người ta loát lên. Thì để làm được các chức năng như vậy thì các bạn cần phải học thêm các ngôn ngữ lập trình web ở phía xử lý ở phía server. Thì nếu mà các bạn nào mà muốn học chuyên sâu về lập trình web ở phía server thì có thể vô cái trang web của tôi, các bạn đi vô Google. Và các bạn gõ mẫn gạch ngang o.com rồi nhấn enter. Đó thì các bạn sẽ click vô cái trang là mẫn go.com học lập trình online như vậy. Đó thì ở đây thì tôi có để cái nội dung là đào tạo lập trình Java, C# Python, Linux vật rồi phong end vân vân như vậy. Thì các bạn click vô cái trang web của tôi. Đây là cái trang web của tôi, thì các bạn cái trang web của tôi thì tôi có rất là nhiều chủ đề khác nhau. Thì ví dụ như ở đây tôi có chủ đề về Linux, hệ điều hành Linux, Ubuntu, database, ví dụ như là có SQL Server rồi MySQL Server, thì cái này là hệ quản trị cơ sở dữ liệu có cấu trúc, thì có nhiều bạn ở trường cũng được học cái này này. Ở đây thì có cái thằng MongoDB, MongoDB là NoSQL chẳng hạn. Đó, rồi nếu mà các bạn muốn học về chuyên về web thì ở đây thì có các khóa học về web, ví dụ như là web mà được xây dựng bằng ngôn ngữ Java thì có các khóa học như là về ở trong lĩnh vực như là GP 7S hay gần đây rồi GFS chút rồi Java Web Service vân vân. Hoặc là web thì bên tinh viên vợ thì có thằng Ring MVC. Đó thì đây hai cái lĩnh vực mà tôi làm chính là về Java và Ring viên vợ. Thì nếu mà các bạn nào mà muốn học thì có thể vô đây và thì tôi sẽ cung cấp nhiều cái khóa học khác nhau ở trong hai lĩnh vực này. Đó, để học được Java Web thì các bạn cần phải có các kiến thức về Java Core rồi Java Data Structure rồi đó, rồi các bạn sẽ tiếp tục học tiếp các framework như là GP 7S, GFS vân vân. Và như ngày nay thì phổ biến nhất là người ta sử dụng cái công nghệ là Ring MVC để mà phát triển các ứng dụng web, và nhất là những cái ứng dụng web lớn thì người ta sử dụng phổ biến nhất là sử dụng Ring MVC để phát triển ra các ứng dụng web lớn, ví dụ như là Google chẳng hạn. Google thì bên ngoài của nó, giao diện của nó là chứ giao diện là giao diện web, nhưng mà bên dưới của nó là một cái cỗ máy tìm kiếm và nó lưu trữ dữ liệu ở rất là nhiều cái trung tâm dữ liệu, nhiều cái database khác nhau. Và khi mà người ta vô Google và người ta gõ tìm kiếm thì nó sẽ submit xuống rất là nhiều cái máy khác nhau để xử lý, xong rồi nó trả lại kết quả cho người dùng. Thì đó là những cái ứng dụng web lớn, hoặc là những cái ứng dụng web như là chẳng hạn là như là web mà để dùng để giao dịch chứng khoán chẳng hạn. Đó là những cái ứng dụng web rất là lớn thì người ta chủ yếu sử dụng cái công nghệ là Ring framework. Đó thì nếu mà các bạn nào mà muốn học để mà xây dựng được các ứng dụng web lớn thì có thể vô đây và học. Rồi ngoài ra thì còn có một số cái công nghệ khác như là C# thì nó cũng có phát triển phần mềm rồi phát triển web vân vân. Đó thì các bạn có thể vô cái mục này, thì những mục này thì tôi sẽ rủ bạn bè của tôi họ làm ở các lĩnh vực CSAP vân vân về và người ta sẽ up thông tin vô đây. Đó, còn nếu mà các bạn nào muốn học theo level thì có thể vô cái phần menu size 3 này. Đó, click cho thì nó sẽ show ra theo các level như beginner, intermediate, advanced vân vân. Đó. Rồi dưới này thì có các chủ đề về xu hướng công nghệ, rồi nếu mà bạn nào muốn download ebook thì ở trang của tôi thì cũng có một số ebook thì tôi sẽ up lên để cho các bạn có thể download về và học và nghiên cứu. Rồi về cái phần phương pháp học thì ở đây thì tôi có cái mục nói về phương pháp học IT sao cho nó hiệu quả. Đó thì ở đây thì cái phần bên này
thì tôi có cái slogan là đào tạo lập trình viên vững lý thuyết giỏi thực hành đó, thì đó là cái phương châm của tôi muốn hướng dẫn và đào tạo cho các bạn đó. Thì ngoài ra thì ở dưới này thì nó có danh sách các khóa học, thì những cái khóa học mà nâng cao thì tôi sẽ thu phí, còn những khóa học cơ bản thì tôi sẽ dạy phí cho các bạn đó, thì các bạn có thể vô đây mà tìm hiểu đó. Đó thì như vậy là tôi đã hướng dẫn cho các bạn cái công nghệ web ở phía server để mà nó xử lý, còn cái web ở tôi hướng dẫn ở đây thì nó chỉ là mấy cái web dạng web tĩnh thôi, tức là nó là cái giao diện thôi, nó chỉ mới là cái giao diện thôi. Và cái web tĩnh thì khi mà người ta thay đổi, ví dụ như người ta muốn thay đổi một cái thông tin về sản phẩm chẳng hạn, thì người ta rất là khó sửa, thì người ta phải người dùng ví dụ cái người chủ của website chẳng hạn, thì người ta đâu có biết code HTML như thế nào để người ta chỉnh sửa đâu đó. Thì khi mà còn nếu mà với các công nghệ web mà xử lý ở phía server thì chúng ta sẽ thiết kế, khi mà người ta chẳng hạn như người ta sẽ thiết kế ra một cái giao diện trang quản lý sản phẩm, giao diện trang admin, ví dụ như người ta muốn chỉnh sửa thông tin cho cái sản phẩm này chẳng hạn, thì người ta sẽ vô và người ta chỉnh sửa, người ta ví dụ sửa tên này nọ, thì chúng ta sẽ show ra một cái trang để cho người ta chỉnh sửa, còn đây là cái trang giao diện để chúng ta show ra sản phẩm cho người dùng thôi đó. Và khi mà người ta chỉnh sửa, người ta lưu dữ liệu cho database, thì ở bên ngoài cái trang giao diện người dùng thì nó sẽ cập nhật theo đó. Thì các bạn nào mà muốn học về các công nghệ web mà xử lý ở phía server thì hãy vô cái trang web của tôi và xem và đăng ký các khóa học khác như là GB7S vân vân, hoặc là RingNemesis vân vân đó. Thì như vậy là cái video hướng dẫn của tôi hôm nay nó cũng rất là dài rồi, thì tôi xin tạm dừng cái video hướng dẫn của tôi tại đây. Hẹn gặp các bạn ở video tiếp theo. Thì video tiếp theo thì tôi sẽ đi hướng dẫn các bạn làm cái slider hiển thị ra cái danh sách thương hiệu, mấy cái hình icon thương hiệu ở đây. Thì tôi sẽ hướng dẫn các bạn làm tương tự như cái ở bên này. Đó, cái đây đây là cái slider thương hiệu này. Đó. Thì tôi xin tạm dừng cái video hướng dẫn của tôi tại đây.